là tiệm xe là em đi em thay chuông, là em thay ở tiệm hay là em thay thay ở tiệm mà vô là người ta kêu em đi mua dây đi mà tự đi mua chứ họ không mua, em lên mạng có nghĩa là họ mở ra họ cái chuông là của họ. Dạ đúng rồi. Còn cái dây là xong rồi họ mở ra họ thấy dây của em nó bị nứt gì đúng không? Dạ. Rồi kêu em đi tự đi mua. Dạ. Ừ rồi xong em anh không biết em mua, em cũng mua hay luôn, em mua con dây mà KZG nữa. Cái dây này dây của thằng 125 nha. À, nó bự hơn nha, là một ha. Cái thứ hai. À rồi cái bố. À, bố dài ngoằng nè, bố dài rồi cái này là em thay cả bố chuông chứ đâu phải là cái bố không? Đúng không? Nó hai cái cụm này. Đúng rồi, cái cụm bố cụm chuông đúng không? Đúng rồi, rồi xong rồi là giờ là chạy nó đi nổi đi luôn đi không nổi đúng không? Không đi không nổi. Anh ra anh thử rồi. Không mất hoàn toàn cái đầu. Đúng là đặc trưng là không còn cái tiếng ồ nữa đúng không? Không có tiếng ồ của gì của xin xe nữa. Thì ngược lại nó đi và nó đi không nổi luôn rồi, anh thử rồi. Dặn là cái kiểu theo như mà phải nói là bình tĩnh sống á, có nghĩa là bình tĩnh là sống, nghĩa là ra phải dặn nhẹ rồi gì từ ngồi nó có chớn rồi thì nó ok. Còn còn mà ra mà kéo xếp á nó lết không đi không có nổi. Nói chung là vậy, cái này nè, bố này thì nói chung là không hợp với tiêu chí của em, cho nên là giờ là phải xử lý lại ha. Với cái này là nó nặng lắm, đi không nổi đây. Nó đì lắm. Với thay là dây go nè, dây go là thay dây không đúng nha, thấy không nè, nó cả em mua con dây này không đúng, cho nên á là cái xe của em bây giờ con dây này nè nó bị cạ vô đây nè, nó cạ vô, nó đứt dây go nè. Hư như coi lại cái lực máy ép không nổi đâu. Xe này là nó tệ lắm luôn em, thấy không? Anh dùng từ mà gọi là nó không có đúng chất của cái xe, nó thua với xe cúp 50 luôn á. Có cảm giác là mình tự nó okay. Nó nè, thì trên này nó bởi vậy á, khi mà làm cái nồi nó nói nghe nè, làm nồi là nó thợ á là không phải đơn giản là cái chuyện là làm một bộ cái nó ngon hay là cái gì nó ngon, mà mình canh cái xe ra chạy thử nó sẽ đồng bộ như thế nào nữa. Tại vì á là không phải là mình chê một bộ bố dở hay một bộ nào dở, mà nó không hợp với em thôi. Có người ta sẽ chạy hợp. Bây giờ như bây giờ anh cũng chê bố nào dở hết á, anh chỉ là bố này không hợp với em bỏ ra, mình đi cái loại khác để cho anh hợp ý cách chặn em tiếng ơi. Chứ nhiều khi á đây anh cũng làm dăm ba loại bố luôn, bố zin cũng có, bố ba cũng có, bố giá cũng có, nhưng mà thì gắn lên thử cái nào hợp. Thì nhiều khi có những xe anh nghĩ cái đó là nó ok đó, anh gắn vào xe anh vừa thử anh thấy nó ngon, nhưng đưa em vừa thử em bảo là anh ơi sao nghe nói lì nó không ngon, cuối cùng anh cũng phải canh lại cái ý của em. Nó là vậy đó, nên là cái xe này của em nó đang trong tình trạng là tệ lắm, nó rất là lì đó. Cái chén này cái ác này đó là chén hàng dởm nha, cho nên là chén chủ rồi chưa có mòn, nhưng mà cái ác này nè nó rộng như cái lỗ á. Cái chén này cái bạc này không phải là cái bạc zin, cho nên là nó không có chịu được cái độ ma sát nhiều á. Mặc dù là em có thể là hàng mới luôn á, thay chạy tầm khoảng chừng 2 tuần 3 tuần gì đó là bắt đầu là nó sẽ cái hiện dạng như nè, nó lắc. Em nhìn nó không? Em thấy nó sét chưa? Đó, chén nhát này là nó không có ổn được. Đó. Bi đồ nó theo nó tiết chân. Cho nên á bây giờ thì xe này giờ làm lại cái bố lại, làm lại cái chén nhát lại, dây go lại cho một xe là muốn làm lại như là muốn nó gọi là làm lên full cái nồi rồi. Đó, tại vì đây là những cái nó hư. Nếu như mà ác chén này không hư thì mình không đụng chạm gì hết á. Nhưng mà mở ra nó hư thế này nè, thì mình phải bỏ ra thôi. Đó, bỏ ra. Đó. Thôi vậy nhiều khi chứ do em mua cái này không đúng nữa nè, thấy không? Mua con dây mà giờ em chạy em thấy không? Nó thấy nó cạ con dây nè. Em biết cái nó cạ đâu, nó cạ đây nè. Tại vì thấy không? Cái ba cái bụi này là ba cái bụi của Yro nè. Cạ Yro thấy chưa? Nó to đùng phải không? Đó. Đúng như là nó có cái em không cảm nhận kỹ chứ anh nghĩ là nó có cái bụi khét luôn á. Chạy là nghe có mùi khét luôn, lúc mới chạy vô nghe nó mới bắt đầu nó cả là lâu ngày nó mòn chỗ này rồi không nghe nữa, chứ lúc mới đầu chạy vô thì phải chắc nghe mùi khét luôn á. Rồi đó, nói chung là cái bố này thì giờ là sẽ bỏ ra. Các em thay bố này thì cũng như em đã biết rồi đó, không em trước đó em bảo là em chạy nó không có bị lì, chắc thì em gắn bố này vô với chuông này vô thì nó lì rồi, nên là giờ anh bỏ ra nha. Ok, rồi để làm xe lại cho em nha. Với lại đó kiểm tra cái xe này bình đang đè không được nè. Nó đè không được, nó không có điện luôn á, bật máy lên là nó không có điện luôn á. Rồi thấy sao? Thấy chạy ngon chưa? Rồi. Rồi đây thì mình chia sẻ với anh em á là cái vấn đề để anh em hiểu là khi mà cái bố mà anh em theo kiểu mà mình mớm ra nhích nhẹ liền mà lăn bánh liền á, cái đó không phải là bốc. Cái đó gọi là bố bắt sớm thôi. Và còn
như cái xe này nè, nó thì sau khi mà bạn làm bộ bố này, bạn gắn bố với chuông xong thì bạn nó nhích nhẹ thì nó có lăn bánh. Nhưng mà cái dốc như vậy là cái xe mà đậu dưới đó mà nó dốc như vậy là dặn lên không nổi luôn á, lên nó lì liền luôn, nó không có lực để nó lên luôn. Anh em có chớn thì anh em lên được, còn anh em mà đứng một chỗ anh em lên dốc là nó thập chở hai á, nó rất là lì. Thì cái cho nên á là nhiều bạn có thể là thích cái chạy này và nhiều bạn không thích. Mình chỉ đang định nghĩa cho anh em hiểu là cái vấn đề là nhích nhẹ ra nhóm nhẹ lăn liền là nó không bốc. Cái xe nó phải có đủ lực và cái bố á, nó phải có một cái độ trượt nhất định với cái chuông, chứ không phải là nhích ra nó bắt liền hết vô luôn là được. Thì khi lên cái tour cao á, cái tour mà cỡ 5-6 ngàn vòng đổ lên nó bắt đầu thì nó sẽ hết luôn trong đó thôi, chứ còn cái tour thấp là nó phải hơi trượt để nó tạo cái lực kéo cho xe. Rồi nói thêm nữa, giống như nhiều bạn nói rằng qua bên mình làm là, hay xem video mình, các bạn nói là mình thay đùm đồ thì nó phải ngon. Hay vậy đó, các bạn nghe nè, không phải mà tự nhiên mà mình thay chứ, không có gì tự nhiên hết á. Giống như cái chén này không nè, chén nhắc nó rộng, nó xét cái gì nè, nó rộng, nó ép không được cái chén là nó hư. Nó không ép dây go được, không như dây go này bạn thay không đúng, hoặc là nứt, hoặc là nó tới kỳ, nó nhiều xe nó bị răng nứt quá thì tới kỳ thì mình phải thay thế lại. Chứ cái như chứ đâu phải là cái đồ của bạn còn mới tinh nguyên mà đồ đúng đồ của xe mà mình bắt các bạn thay ra. Tại vì á, các bạn nghe mình làm xe, mình làm từ mình gọi là làm trên mạng xã hội, có nghĩa là mình làm cái gì cũng phải là cho nó trọn vẹn. Chứ giống như hôm nay ví dụ mình cái xe này nè, mình mở ra kiểm tra cho bạn này không, xì Ford này á là mình cũng phải thay. Giống như là xì cái Ford mà bully đồ đó là mình thay Ford lại để cho nó không bị hư bully. Chứ không, mình không thay những cái này cho các bạn. Rồi mình mở ra mình làm bộ nồi, rồi mình làm không tới, rồi gắn vô các bạn chạy dài ba bữa bắt đầu là cái bully nó sọc nó hư. Rồi xong hoặc là cái Ford nó xì nhất lum la hết thì các bạn bảo tại sao làm nồi thấy mà không làm. Rồi qua đó làm mà nó không kiểm tra. Cho nên nó mình làm thường là mình sẽ làm đồng bộ và mình kiểm tra một lần mình báo cho các bạn. Đó để các bạn có thể có sự lựa chọn thôi. Còn ở đây thì xe mình làm xong là mình sẽ cho các bạn chạy thử, test xe. Ok ưng ý thì mình tính. Chứ còn nhiều bạn mang xe qua mình kêu nó là kêu chạy thử các bạn không chịu. Các bạn nói là anh thợ anh chạy được là em chạy được. Nó khác nha các bạn. Cái thợ chạy được và các bạn chạy được nó khác nhau nha. Đó. Đó là hôm video chia sẻ với anh em thôi để anh em hiểu được, là đừng có nghĩ rằng là nhích nhẹ lăn bánh ở cái mình là phải dán cái mặt bố dài vô là ngon. Nhiều khi các bạn nghĩ nó ngon nhưng khi các bạn chạy rồi nó không hợp với cái ý với các bạn thì các bạn cũng phải đổi lại cái bố khác thôi. Rồi, video clip này kết thúc đây nha anh em.